chiếc kho đi ra chuẩn bị trả công vô nè. Đến nơi sắp xong ai già công mới nhổ thêm hai hàng nữa. Inox có đẹp không? Ở bên ngoài mới đánh nước sơn ra nên là nó chạm chạm vô nên là nó có hơi có xét ha. Bên đầu lại. Về lại. Có luôn chứ. Có luôn hả? Dằn mấy cây mì xuống luôn. Dục xuống, cổng xong rồi dằn lại lên. Về lại tiếp à. Cái ở ngoài mới đánh lại tính sơn lại hả? Không chạy ra ngoài xịt cái nóng rồi. À. Tức là mình sơn thay xịt inox hả? Dạ. Làm một inox nguyên cái thùng inox thùng chưa thải chưa đóng. Nhưng mà nó là ở ngoài nó là cũng là inox hay là sắt ta? Inox luôn á. À nhưng mà tại vì mình mài nó hơi phạm phạm nên nó mới nó hơi chắc xét. Nó lấy gì cước quá. Đúng rồi, dây nó quấn nó hơi phạm nên là nó mới xét chứ còn còn ở trong quá đẹp không? Quay tôi luôn hay vậy? Quay chiếc xe đó không quay người. Mình quay xung quanh chiếc xe Ford 4600 này cho các bạn xem chơi nha. Xe này xe của anh chủ đất ha. Nên là ảnh chắc xài cũng rất là kỹ luôn ha. Chiếc này thì mới đánh nước sơn ra nè. Đánh nước sơn ra kiểu mà đánh xong bắt đầu nó ảnh hưởng ha. Nó đánh ra xong nó ảnh hưởng bị xét nè. Vài bữa đi đánh sơn xong chắc phải đánh sơ lại cái đó ha. À, nghe nói dày quá đi đặng thổi sơn thổi inox luôn ha, đi như inox ở trong luôn. Này là bánh chiếc ha, bánh chiếc này là một lôi lết nha, nhưng mà nó có cầu, một lôi lết lộn một lôi lết nhưng mà nó có cái bơ có ben nè, có tì để mình ben nè, mình chở diêm chở này với kia đó mình ben thì nó dễ hơn ha. Này nó có bựng lở luôn nè. Này là chết ha, này là bựng lở inox. Đây thì có làm mấy cái này là cái đầu gắn vô cái motor bơm nước của mình nè. Đó, cái găng dặn vô nè. Đó, mua về chế luôn cho nhanh ha. Đó là mình gắn mấy cái cây vô để mình khi mình chở đồ cao lên trên á, ví dụ như mình chở hôm mì đúng không? Chở hôm mì thì mình chắc ba cái cây lên cao lên. Mình chở là xin được nhiều ha. Đây, một inox luôn nè. Đó. Một cái nóc thì mình chở diêm mình cũng không sợ ha. Chở phân diêm thì mình cũng không sợ nó bị xét. Đây. Thấy trong mới không? Trong này chứ mới sơn nè. Làm mới luôn nè.
đèn làm mới, đèn xi nhan làm mới luôn ha. Đó. Thay xe, thay xe đi. Thay xe của chủ đất đẹp không? Chủ đất này ít lắm các bạn, nó mới có 30 mẫu à. 30 mẫu, 30 mẫu mì đang thu hoạch à. Mấy bác gà chạy ra chạy vô để mà trả công ha, trả công à. Tại vì chiếc công mình đi chiếc 16 chỗ các bạn, đầu túi ngoài kia ha, nên nó là nó cách đây cũng cái cây số, nên nó là chạy trả công ra vô. Kỹ ha, bó dây điện vô cái ống nhớt kỹ ha. Phía sau này, cái này cũng mới sơn, cái này mới sơn một lượt với cái một luôn nè. Nước sơn nước nè, màu nước sơn ha, y nhau nè. Đó. Y nhau nè. 4.600. 4.600 này chắc mới thay vỏ nó không lâu ha, gai gió còn luôn nè. Gai gió còn ha. Ở trong dè thấy còn quá đẹp luôn ha. Đó. Ghế này ghế ghiên, ghế da ghiên của nó còn luôn nè. Da ghiên này da ghiên từ bãi về nha, chứ mình không có nói là da ghiên từ lúc mà sản xuất chiếc Ford tới giờ. Da ghiên từ bãi về. Hai cái dè này còn đẹp quá các bạn ơi, hai dè rất đẹp luôn nha. Thì cái mui này hôm bữa mình quay mình nói cái mui này là làm ở dưới anh tèo bầu nâu các bạn, nhưng mà anh tài xế này thì anh cũng không rành á, thì anh nói là hình như là ở dưới Long Hải gì đó, nhưng mà mình thấy cái mui này làm ở dưới trang dưới anh tèo ha, ở trang dưới anh tèo bầu nâu á, cái kiểu nó vậy đó. Mấy cái thanh đội màu đỏ này sơn y vậy nè, mui của anh tèo là sơn màu đỏ y vậy nè, nhưng mà cái này thì chỉ có mấy lần đỏ thôi nha, còn mấy lần kia là sơn màu giống như cái thanh mui. Nhưng mà cái mẫu này các bạn mình nói là của anh tèo ha. Đây là cục máy, là máy T7 đấy các bạn. Chiếc này là một cầu nhưng mà nó nhìn nó đẹp ha. Anh chủ chơi chế cản rồi ha, chế cản nào trước luôn. Cản nó khá đẹp luôn nha. Hồ cản nó có chữ luôn nè. 22 tháng 7 2022, Ford 4.600, anh tèo. Ôi, anh tèo là khi là anh tèo luôn không? Vậy là chiếc này lơ ba làm với anh tèo các bạn. Nó có để chữ anh tèo luôn ha. Vậy là nếu vậy là anh tèo anh làm cái cản luôn. Làm cái cản và làm cái mui ha. Làm cản và cái mui. Còn cái mọt này thì mình không biết hết các bạn. Cái mọt thì mình không biết à, nhưng mà nước sơn thấy giống nhau luôn này, mình không biết khi nào là nó trùng nhau hết luôn không. Tại vì này mới năm rồi à. Mới năm rồi đi, còn nãy mình tháng mấy ta? Tháng 7 các bạn. Tháng 7 2022. Nay thì tháng 10 2023 thì nó mới có 13 tháng. Mới có hơn năm ha, nên là nước sơn nó còn đẹp vậy đúng hay các bạn. Máy còn nó nè, đây có thùng inox để đựng đồ ha, có ổ khóa đầu khóa lại ha. Bữa nào mình chế thùng inox cái này mình gắn lên xe máy mình được các bạn, gắn hai bên xe máy ha. Cái này là cái bát đằng này, mình đây mình mở lên chỗ này ha, mở lên chỗ này mình đẩy xuống chỗ này, chế chỗ này đi chơi xe máy mình đi quay được, quẩy hai thùng hai bên đựng đồ luôn, khỏi quẩy ba lô, khỏi xe ướt các bạn. Khỏi sợ ướt luôn nha. Cái đó là quá tuyệt vời luôn. Đây. Vậy là cái này là dùng cái này để mở giả cái ấy hơi ha, anh nhớt bơm ben mọc lên. Đó, các bạn nhìn đã không? Sơn cái này sơn lên nữa thổi inox nữa thôi. Cực kỳ luôn.
Rồi video ngắn kết thúc đây các bạn, quay clip ngắn cho bạn xem chơi nha, giống như review ha. Rồi, bye bye các bạn nha.